Nhà mình đang bị đánh luôn các bạn ơi. Oh my god, nó đang dùng gồng tấn công nhà của mình bạn ơi. Không thể ngờ được, thiệt là đau đầu. The hell, mình chỉ mới đi có một chút xíu thôi mà nó đã tấn công nhà của mình rồi. Trời ơi, nhà của tôi. Không thể chịu đựng được. Ăn có chút xíu mà làm gì đánh dữ không biết. Trừ 11 cấp rồi. Nó ăn có 200 mấy mà cũng ăn cho cố. Bực thật chứ. Rồi mọi chuyện đã ôn hòa lại như cũ. Hello my friend. Ok, hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ những trận đánh hùng hậu nhất nha các bạn. Hay những trận đánh hay nhất. Rồi, mình đang làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ rồng nè, thử thách rồng. Đang làm 9 trên 12 rồi, à 9 trên 20. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cái trận đánh hay. Đây, các bạn nhìn ở trận giữa đó các bạn, 550.000 tiền và 739.000 dòng. 1.000 nhầu đen, gần 2.000 nhầu đen. Ok. Đây. Rồi, mình đã thả bình sấm sét để phá trụ phòng không và tháp pháp sư. Chắc chắn là sẽ bể thôi, tại ba bình sấm sét lại các bạn. Ok, thì tháp pháp sư với tháp phòng không đã bị bể. Mình thả luôn ụp vào bên cái góc 4 giờ này để phá luôn cái đây. Phá rồi, bể cái tháp phòng không rồi. Ok, và lũ rồng của mình đã đi được hơn phân nửa đường rồi nha các bạn. Nó đang tiến thẳng vào nhà chính. Thì bây giờ súng với canon rồi mắt cấp 2, cấp 10 hoặc là súng sát thương cấp 6 trở nên vô dụng. Không bắn được rồng nha. Rồi, bể nhà chính. Đang tấn công qua khu 10 giờ. Đây, vẫn còn một cái tháp phòng không. Nó đang cố bắn liên tục luôn, không ngừng luôn. Oh my god. Bùm, bùm, rồi. Bể hết rồi. Rồi, 100% rồi. Đó, mình làm hơi nhanh, các bạn muốn coi kỹ bạn có thể tua chậm lại. À khoan. Đây, chúng ta coi lại một lần nữa, coi nhanh nha. Đó. Bạn tự xem và thấy cách đánh hay thì bắt chước đánh nha. Rồi.
Thì các bạn thấy đó, trận chiến kết thúc mang về cho mình là 100% 3 sao, được 33 cúp. Thì nhà mình là cái giải đấu vàng, vàng 3. Nhà của đối phương là giải đấu vàng 2, tức là mạnh hơn mình một cấp. Nhưng mình đã mang về một chiến thắng rất là hùng hậu. Ok, thì các bạn nhìn đây. Mình quýnh là luôn luôn thắng và luôn luôn nhận được một sao trở lên. Đây, và cái những cái chiến lợi phẩm mình giành được. Trên 300. Trên 300 nghìn. Rất hiếm khi dưới 300 nghìn. Đó. 400, 400, 310, vân vân. Đó. Không có trận nào thua hết. Này. Dưới này cũng có một trận 3 sao nữa nè. 374. Ok. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ bên này nha. Đây, trận này mình đánh 100%. Rồi mình đã thả phù thủy ở ngay góc 9 giờ. Rồi mình đã thả kinh vào. Đấy. Kinh chết luôn à. Nhà này xếp rất là dị, dị vãi đái luôn. Xếp kiểu gì ấy? Nhà chính thì để mà nay. Rồi. Còn một mình chị em chơi thì lẻ loi rồi. Ôi. Hên có mìn mà mấy con phù thủy vẫn chưa chết. Ôi, ôi cái mìn bự. Rồi, cuộc chơi kết thúc vẫn là 3 sao. Đây, còn dưới này là trận chiến hòa. Bạn thấy không? Hòa thì hòa, nhưng mà tính về cái lính thì kinh của mình cấp 6, kinh của nó cấp 3. Tính ra nhà mình yếu hơn nó, mình quýnh dở hơn nó. Cho nên mình không chia sẻ cái clip đó ha. Nhận thua. Đây. Clip này là ngang tài ngang sức. Nó 100% mình cũng 100% luôn. Xem nó đánh trước. Rồi, nó đã thả Gian đi trước ngay góc 9 giờ để hút đam. Phía sau là những khẩu đại bác. Vẫn chưa xuất. Ôi rồi, thả luôn kinh rồi. Nhà mình xếp rất là dị cho nên rất là dễ thua, nhưng mà thấy đẹp là được. Vâng, Gian thì nó đi trước, nó hút đam để cho mấy con đại bác đi sau. Trong trường hợp này thì mình bất lực rồi. Tại vì Gian bắn hoài nó không chết. Rồi. Cách đánh của đội bạn cũng khá là hay. Có sao vậy ta? Rồi, đội bạn chiến thắng mang về 100%. Bây giờ là tới mình trả thua. Đấy.
Fail. Đấy, mình đánh úp vô luôn, mình không có nhân nhượng nữa, đánh thẳng vô luôn. Rồi, xuất kinh. Thì trong vòng tích tắc thì quân của mình đã tiến vào nhà chính nha, tiến thẳng vào nhà chính luôn rồi. Trận đánh diễn ra rất là nhanh. Hiện tại lính mình mới vừa thả vào rất là nhiều. À, giờ chỉ còn một khẩu đại bác là mới bắn xa được thôi. Cây đập thì chỉ có đập được mấy con manh di thôi. Đấy. Hên. Đấy. Bút lên máu luôn. Dư máu. Ôi trời ơi. Nhanh 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 nhanh. Ôi trời ơi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ôi. Đấy. Cũng khá là thốn tim đấy. Không phải dễ mà ăn được đâu. Rồi, trận hòa nhau, ngang tài ngang sức. Rồi, thì này các bạn thấy không? Tiền của mình là 4 triệu, dầu cũng 1 triệu. Dầu mới nãy là 4 triệu, 5 triệu mới nâng cấp cái con rồng nè. Nâng cấp lên cấp 3 xong rồi dùng cái chai, cái bình tướng thư gì đó. Hoàn thành ngay cái quá trình nâng cấp luôn. Cho nên còn có 1 triệu dầu thôi. Chứ nhà mình không có nghèo vậy nha. Mạnh Di Vương đang lên cấp 9. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn mà thấy hay thì thấy cách đánh hay thì bắt chước đánh theo ha. Còn nếu bạn thấy video này hay có ích thì nhớ để lại một like và subscribe kênh mình nha, để ủng hộ mình nha. Hiện tại kênh mình đang rất là ít người theo dõi. Thôi, tạm biệt các bạn. Nắm tay em chặt hơn đi, đã chẳng lãng mất nhau, sao mai về.